chỉ tốt một cách giả tạo, bạn nên tránh xa. Trong cuộc sống, việc giao lưu, kết bạn là việc không thể thiếu đối với mỗi chúng ta. Con người chúng ta không thể sống đơn độc một mình mãi. Chúng ta cần có bạn bè bên cạnh để giúp cho cuộc sống trở nên vui vẻ và có ý nghĩa hơn. Từ bạn bè chốn công sở hay bạn bè trên giảng đường, đối tác công việc, vân vân, đều là những người chúng ta luôn tiếp xúc và tạo mối quan hệ. Nhưng trong số đó, không phải ai cũng đối tốt với bạn. Có những người bên ngoài thì luôn vui vẻ, đối xử tốt với bạn, nhưng bên trong thì lại chứa toàn những điều xấu. Vậy làm sao để bạn có thể phân biệt được ai là người chân thật, ai là người giả tạo? Dưới đây xin gửi đến bạn 8 dấu hiệu để nhận biết những người chỉ giả vờ tốt mà bạn nên tránh, hoặc ít nhất cũng là hạn chế tiếp xúc. Dấu hiệu thứ nhất, người chân thành sẽ tôn trọng tất cả mọi người. Để có thể nhận biết người sống giả tạo và người sống chân thật, thì chúng ta cần tiếp xúc với họ trong một khoảng thời gian thì mới có thể biết được. Những người sống chân thật thường tôn trọng tất cả mọi người xung quanh, dù hoàn cảnh hay chức vị của người kia ra sao. Còn những người sống giả tạo thì chỉ tôn trọng người có quyền lực, nịnh hót họ để có lợi nhất cho bản thân và không quan tâm tới người khác. Dấu hiệu thứ hai, người chân thành không có xu hướng nịnh hót lấy lòng người khác, luôn luôn sống chân thật với chính mình. Với những người sống chân thật, mộc mạc, họ thường sống theo đúng kiểu của mình, không cần cố gắng làm người khác thích mình, yêu quý mình. Ngược lại, những con người sống giả tạo thường cố gắng làm người khác thích mình, quý mình bằng mọi giá, kể cả việc dùng thủ đoạn. Dấu hiệu thứ ba, người chân thành không để ý người khác có quan tâm mình hay không, mà chỉ tập trung vào cuộc sống của chính mình. Người chân thật không cần tìm kiếm mọi sự chú ý từ mọi người xung quanh. Họ sống cảm thấy vui vẻ là được. Còn những người sống giả dối thì tìm đủ mọi cách để người khác chú ý đến mình. Luôn khao khát sự quan tâm từ người khác, luôn muốn trở thành tâm điểm của thế giới. Dấu hiệu thứ tư, người chân thành sống thực tế, không tự tâng bốc mình. Những người chân thật sống không khoe khoang, có sao sống vậy, thật với lòng người. Còn những kẻ giả tạo luôn cố gắng thể hiện bản thân với mọi người để tạo cho mình một vỏ bọc che mắt thiên hạ. Dấu hiệu thứ năm, người chân thành muốn mặt đối mặt trình bày quan điểm của họ. Dù bất đồng ý kiến, họ vẫn sẵn sàng đối diện. Luôn công khai bày tỏ quan điểm, ý kiến của bản thân với tất cả mọi người. Có chứng kiến riêng của bản thân là những đức tính của người thật thà, chân thật. Còn những người sống giả dối, dù lòng họ không hề quý mến bạn, nhưng họ luôn tạo được nơi bạn cảm giác được họ quý mến. Ngoài miệng thì họ không ngớt lời khen bạn xinh đẹp, nhưng trong lòng họ có thể họ nghĩ bạn xấu xí chẳng kém gì thị nở. Đối với bất cứ ý tưởng nào mà bạn nêu ra, họ luôn gật gù tỏ ý hoàn toàn ủng hộ bạn. Lúc nào họ cũng tỏ vẻ thân thiện với bạn, nhưng bên trong họ có thể có những mưu đồ ngấm ngầm làm hại bạn. Dấu hiệu thứ 6, người chân thành luôn luôn giữ lời hứa và cố gắng để hoàn thành những gì đã hứa. Kẻ đạo đức giả dễ dàng hứa hẹn nhưng lại không bao giờ đi thực hiện. Dấu hiệu thứ 7, người chân thành nhìn thấy điểm mạnh và ca ngợi những người khác. Những người chân thành luôn trân trọng và thừa nhận thành quả của người khác, chúc mừng thực lòng và lấy đó để học hỏi. Còn người giả tạo, nếu không phải là chỉ trích người khác
để nâng mình lên, thì lời chúc mừng của họ chưa chắc đã đáng tin. Dấu hiệu thứ 8, người chân thành sẵn sàng giúp đỡ người khác. Người sống chân thật không màng đến vụ lợi, luôn tử tế giúp đỡ người khác mà không cần nghĩ đến việc người ta sẽ trả ơn mình. Còn với những người giả tạo, lại phải suy xét và luôn nghĩ đến những lợi ích của bản thân đầu tiên. Tóm lại, những dối trá, lừa lọc khiến cho cuộc sống thêm phức tạp, hỗn loạn. Tránh được thói giả dối nhiều chừng nào thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn chừng ấy. Chúng ta hãy thử hình dung một xã hội mà ở đó con người ta đến với nhau bằng một thái độ cởi mở, chân thành, bằng khiếu hài hước, trí thông minh, hóm hỉnh, thì xã hội sẽ thanh bình, yên ổn, đẹp đẽ và vui tươi hơn biết bao. Không có mưu mẹo, xảo trá, không có dối gạt, không khoe khoang, tự phụ, giả vờ. Khi đó, những chiếc mặt nạ sẽ bị cởi bỏ hết và con người sẽ được sống chân thành, giản dị như chính những gì bản thân mình đang có. Muốn biết một người có lương thiện, hãy xem họ có đặc điểm này không. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta muốn kết giao và thân thiết với những người lương thiện. Nhưng thật khó để biết một ai đó như thế nào. Bí quyết dành cho các bạn là hãy xem người ấy có biết cảm thông với người khác hay không. Lương thiện cao nhất nhất định phải học được cảm thông. Trong câu chuyện Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải, kể về một bệnh nhân tâm thần luôn nghĩ rằng bản thân mình là một cây nấm. Thế là anh ta ngồi xổm trong góc, mỗi ngày đều không ăn uống gì cả, giống như một cây nấm thực sự vậy. Nếu muốn chữa trị cho anh ta, thì chúng ta phải xử lý thế nào? Chúng ta có thể nói, anh không phải là cây nấm, mau đứng dậy đi. Nhưng dù có nói hàng trăm lần, thậm chí có thể trói anh ta lại, bệnh nhân vẫn là một cây nấm, thờ ơ, bất động. Tuy nhiên, một bác sĩ tâm lý đã tới. Ông cũng cầm một chiếc ô, ngồi xổm bên cạnh bệnh nhân. Bệnh nhân thấy lạ bèn hỏi, ông là ai? Bác sĩ trả lời, tôi cũng là một cây nấm. Bệnh nhân gật đầu và tiếp tục làm cây nấm. Sau khi ngồi được một hồi, bác sĩ đứng dậy và bước đi. Bệnh nhân hỏi một cách bối rối, ông là một cây nấm mà sao ông vẫn có thể di chuyển vậy? Bác sĩ nói, nấm cũng có thể di chuyển được mà. Bệnh nhân lại nói, ồ, thì ra nấm cũng có thể di chuyển. Cho nên anh ta cũng di chuyển theo. Sau đó bác sĩ bắt đầu ăn cơm. Anh ta liền hỏi, sao ông có thể ăn cơm vậy? Bác sĩ trả lời, nấm không ăn cơm thì làm sao mà lớn lên được? Bệnh nhân cảm thấy đúng nên cũng bắt đầu ăn cơm. Sau vài tuần, người này đã có thể sinh hoạt lại như một người bình thường. Câu chuyện này cho chúng ta một gợi ý. Đồng cảm, nói khó thì rất khó, nhưng nói dễ cũng rất dễ. Chỉ là khi thấy người khác gặp rắc rối, bạn có thể cúi xuống và cùng anh ta làm cây nấm hay không? Phật giáo cho rằng lương thiện cũng là một loại trí tuệ, hơn nữa còn là trí tuệ đỉnh cao. Bởi để thiện thì cần có sự hiểu biết, phân biệt tốt xấu, đúng sai và kiềm chế được bản thân, không bị hoàn cảnh xung quanh làm ảnh hưởng. Vì thế, làm người khó nhất không phải là giàu có, thành công, nổi danh, mà khó nhất là lương thiện. Phật dạy ba điều để lương thiện tỏa ra từ tâm, không khoa trương hay kiểu cách. Không tranh cãi với người khác, không dồn ép người khác, không tự hãm bản thân. Thứ nhất, không tranh cãi với người khác. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói,
Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện. Người thiện thì không tranh cãi, người tranh cãi thì không còn thiện nữa. Người tốt sẽ không nói lời gian dối, người nói lời gian dối thì không phải là người tốt. Khi có sự việc bất đồng, người lương thiện không tranh giành đúng sai. Người lương thiện biết đưa ra quan điểm, biết nhẫn nhịn và bỏ qua. Nhẫn nhịn là cảnh giới cao nhất của tu dưỡng. 2. Không dồn ép người khác. Phật dạy làm người quan trọng nhất là có tâm. Tâm ấy không chỉ cho mình mà còn cho những người xung quanh. Người đã đi tới đường cùng không nên dồn ép. Người đã thấy được cái sai không nên vạch mặt. Người đã nhận ra lỗi lầm thì không nên hạch sách. Trời đất rộng mênh mông, quay đầu lại là bờ. Cho người khác một cơ hội chuộc lỗi, sửa sai cũng là cách làm một người lương thiện. 3. Không tự hãm bản thân. Bản chất của con người là lương thiện, không cần cố gắng cũng lương thiện. Vì thế, đừng tự hãm sự thiện lương ấy của bản thân bằng những cầu danh, cầu lợi, cầu tiền, cầu tình. Hướng con người tới sự lương thiện, tức là giải thoát chúng sanh khỏi những ràng buộc khổ đau, trở về với bản ngã nguyên sơ, tốt đẹp buổi ban đầu. Trong bản ngã, mỗi người đều có thiện lương. Tu dưỡng là để phát huy thiện lương một cách cao nhất. Đừng tự hãm bản thân trong vòng quay của tham sân si, của dục vọng và những toan tính. Thiện bất cứ khi nào có thể, như bản năng, như điều bình thường nhất của cuộc sống. Làm người lương thiện là cách duy nhất hóa giải những muộn phiền trong đời. Sống lương thiện là cách sống dễ nhất nhưng cũng là khó nhất. Người lương thiện là người thiệt thòi nhất nhưng cũng là người được hưởng nhiều phúc báo nhất. Vì thế, mỗi ngày hãy tự nhủ với bản thân mình rằng: ta đi đường khó nhưng là đường đúng. Ta sống lương thiện vì đó là bản chất của ta, không phải vì cố gắng.